Những sân vận động xây dựng dang dở rồi bỏ hoang tại Indonesia. Được khởi công xây dựng vào ngày 31 tháng 1 năm 2011 tại quận Tamales, thành phố Makassar của tỉnh Nam Sulawesi. Sân vận động Barombong được kỳ vọng trở thành một sân vận động tiêu chuẩn quốc tế. Với diện tích khoảng 3,35 hecta và nằm trên bãi biển, người dân nơi đây hình dung ra sân vận động lớn nhất ở Nam Sulawesi với một bức tranh toàn cảnh tuyệt vời. Thiết kế của sân vận động Barombong gợi nhớ đến hình dạng của sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakarta, với sức chứa dự kiến lên đến 40.000 khán giả. Trong khi cơ sở vật chất đạt các tiêu chuẩn của FIFA, sân bóng này được dự kiến hoàn thành vào tháng 4 năm 2018. Tuy nhiên, sau 6 năm thi công, chính quyền tỉnh Nam Sulawesi tuyên bố rằng việc xây dựng sân vận động này đã buộc phải dừng lại vô thời hạn do một số vấn đề vướng mắc vào tháng 9 năm 2017. Tính đến thời điểm dừng thi công, quá trình xây dựng sân vận động Barombong đã đạt 75%. Các hạng mục chính của sân vận động, chẳng hạn như mặt sân, khán đài và các cơ sở khác đã sắp hoàn thành. Tổng cộng 240 tỷ rupiah Indonesia đã được chi cho việc xây dựng sân vận động này đến thời điểm hiện tại, trong khi kinh phí dự kiến ban đầu là 100 tỷ rupiah. Tình trạng của sân vận động Barombong ngày càng đáng lo ngại. Khu vực quanh sân vận động đang bị bao phủ bởi cỏ dại và trở thành nơi chăn thả vật nuôi của người dân. Để tiếp tục xây dựng sân vận động Barombong, chính quyền tỉnh Nam Sulawesi thừa nhận vẫn gặp trở ngại, chủ yếu là về đất đai. Bên cạnh đó, kết quả kiểm tra của một nhóm từ chính quyền tỉnh Nam Sulawesi cho thấy việc xây dựng cấu trúc khán đài còn yếu. Nếu tiếp tục xây dựng sẽ rất rủi ro. Chính quyền tỉnh Nam Sulawesi tính toán, nếu tiếp tục xây dựng sân vận động Barombong cần bổ sung thêm ngân sách từ 100 đến 150 tỷ rupiah Indonesia. Sân vận động Kaliki được bắt đầu xây dựng vào năm 2012 trên khu đất rộng 11 hectare tại thành phố Tasikmalaya của tỉnh Tây Java. Sân vận động với tổng kinh phí dự kiến ban đầu là 220 tỷ rupiah, cùng sức chứa 27.000 khán giả, được dự định trở thành địa điểm tổ chức tuần lễ thể thao quốc gia Tây Java 2016. Tuy nhiên, việc xây dựng sân vận động này đã chính thức bị đình trệ từ năm 2014. Khoảng 70 tỷ rupiah đã được giải ngân cho việc xây dựng sân vận động Kaliki. Mới chỉ có một phần khán đài đã được hình thành. Tình trạng của công trình này ngày càng tồi tệ, phía xung quanh sân vận động thậm chí còn mọc tùm với nhiều bụi cây cao lớn. Hình ảnh tồi tàn và nhếch nhác là quá rõ ràng. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin nào về việc sân vận động Kaliki sẽ tiếp tục được xây dựng. Cũng là một trong những sân vận động bị bỏ hoang một thời gian dài tại Indonesia là sân vận động Watu Bela ở Cirebon Regency, tỉnh Tây Java. Tuy nhiên, sân bóng này mới đây đã bắt đầu được tiếp tục xây dựng trở lại. Với ngân sách 9,4 tỷ rupiah được giải ngân trong năm 2023 để dành cho việc làm mới mặt sân từ cỏ nhân tạo sang cỏ Zoysia japonica và khoảng 100 mét của đường chạy điền kinh 6 làn. Mặc dù vậy, việc sân vận động Watu Bela có được hoàn thành 100% hay không thì vẫn phải chờ đợi. Chính quyền Cirebon đã đệ trình khoản ngân sách 250 tỷ rupiah Indonesia lên chính quyền tỉnh Tây Java để có thể hoàn thiện sân vận động trong những năm tới. Mặc dù con số thực tế có thể lên tới 500 tỷ rupiah Indonesia. Sân vận động Watu Bela được bắt đầu xây dựng vào năm 2012 trên khu đất có diện tích 4,5 hectare. Với thiết kế ban đầu là 40.000 khán giả, nhưng sau đó phải giảm sức chứa xuống 16.000 chỗ ngồi do không đủ kinh phí. Với kinh phí để hoàn thiện ước tính khoảng 650 tỷ rupiah và dự kiến hoàn thành vào năm 2015. Để trở thành một địa điểm tại tuần lễ thể thao quốc gia Indonesia PON 2016. Tuy nhiên, quá trình xây dựng sân vận động đã bị dừng lại từ năm 2013. Sau khi các khán đài đã xây dựng thành hình, nhìn từ mặt tiền phía trước, sân vận động Watu Bela được trang trí bằng các tác phẩm chạm khắc với họa tiết Cirebon Batik đặc trưng, cụ thể là Megamenang kết hợp với sơn đỏ. Sau khi bị bỏ hoang trong một thời gian dài, không ít phần của sân vận động Watu Bela đã mọc đầy rêu, trong khi nhiều hạng mục đã xuống cấp do phơi nắng phơi mưa trong nhiều năm qua. Không ít người dân ở Cirebon Regency vẫn hy vọng rằng sân vận động Watu Bela có thể sớm hoàn thành, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các câu lạc bộ bóng đá ở Cirebon Regency.